Chào mừng các con đã quay trở lại với khóa học tiếng Việt lớp 5. Các con thân mến, ở đây cô và các con đang cùng quan sát về hình ảnh của bản đồ Việt Nam. Chúng ta có thể thấy rằng tỉnh thành nằm ở vị trí cực nam của Tổ quốc chính là tỉnh Cà Mau. Và trong bài học ngày hôm nay mang tên Đất Cà Mau, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem mảnh đất và con người ở Cà Mau có gì đáng quý và đáng yêu các con nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng đến với phần luyện đọc. Các con lưu ý, khi đọc bài này, chúng ta đọc với giọng nhẹ nhàng, tình cảm, nhấn giọng vào những từ ngữ gợi tả, gợi cảm làm nổi bật tính chất khắc nghiệt của thiên nhiên cũng như tính cách của con người Cà Mau. Bây giờ, cô sẽ đọc mẫu một lần, các con hãy chú ý lắng nghe nhé. Đất Cà Mau. Cà Mau là đất mưa dông. Vào tháng 3, tháng 4, sớm nắng chiều mưa, đăng nắng đó, mưa đổ ngay xuống đó, mưa hối hả, không kịp chạy vào nhà. Mưa rất phũ, một hồi rồi tạnh hẳn, trong mưa thường nổi cơn dông. Cà Mau đất xốp, mùa nắng, đất nẻ chân chim, nền nhà cũng rạn nứt. Trên cái đất phập phều và lắm gió, dông như thế, cây đứng lẻ khó mà chống nổi với những cơn thịnh nộ của trời. Cây bình bát, cây bần cũng phải quây quần thành tròm, thành rặng, rễ phải dài, phải cắm sâu vào trong lòng đất, nhiều nhất là đước. Đước mọc san sát đến tận mũi đất cuối cùng, thẳng đuột như hằng hà sa số cây rủ xanh cắm trên bãi, nhà cửa dựng dọc theo những bờ kênh, dưới những hàng đước xanh rì, nhà nọ sang nhà kia phải leo trên cầu thang bằng thân cây đước. Sống trên cái đất mà ngày xưa, dưới sông, xấu cản mũi thuyền, trên cạn, hổ rình xem hát này, con người phải thông minh và giàu nghị lực. Họ thích kể, thích nghe những huyền thoại về người vật hổ, bắt cá sấu, bắt rắn hổ mây. Tinh thần thượng võ của cha ông được nung đúc và lưu truyền để khai phá gìn giữ mũi đất tận cùng này của Tổ quốc. Vậy là vừa rồi, chúng ta đã hoàn thành việc luyện đọc về bài tập đọc Đất Cà Mau. Trong bài có một số từ ngữ khó, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua phần chú thích. Phũ hay là phũ phàng là dữ dội, thô bạo đến mức tàn nhẫn, phập phèo là trôi nổi, phồng lên rồi lại dẹp xuống, cơn thịnh nộ là cơn giận dữ ghê gớm, hằng hà sa số là nhiều vô kể và không đếm xuể, xấu chính là cá xấu. Tiếp theo, cô và các con sẽ cùng bước sang phần chính của bài học ngày hôm nay, đó chính là phần đọc hiểu chi tiết. Trước khi đi tìm hiểu chi tiết về bài tập đọc Đất Cà Mau, các con hãy xác định giúp cô nội dung chính của ba đoạn văn có trong bài. Vậy là dựa vào nội dung chính của ba đoạn văn có trong bài, cô sẽ chia bài học ngày hôm nay của chúng ta thành 3 phần như sau. Phần thứ nhất, đó là đi tìm hiểu về mưa ở Cà Mau. Phần thứ hai là tìm hiểu về cây cối ở Cà Mau. Và phần thứ ba là tìm hiểu về con người ở Cà Mau. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng bước vào phần thứ nhất, đó là mưa ở Cà Mau. Đoạn văn thứ nhất trong bài đã cho ta những hình dung về mùa mưa ở Cà Mau diễn ra như thế nào. Vậy các con hãy dựa vào đoạn văn này và cho cô biết, vào mùa mưa, mưa ở Cà Mau có gì khác thường? Vậy là mưa ở Cà Mau có những đặc điểm như sau. Vào mùa mưa khoảng tháng 3, tháng 4, mưa ở Cà Mau rất thất thường, thể hiện qua những chi tiết như sáng nắng chiều mưa, đang nắng đó mà mưa đổ ngay xuống đó. Không chỉ vậy, mưa rào rất to và dữ dội nhưng lại không kéo dài, thể hiện qua những chi tiết mưa rất phũ, hối hả, mưa một hồi rồi tạnh hẳn và mưa thường đi kèm với gió rất to, đó là trong mưa thường nổi cơn dông. Vậy, chúng ta có thể thấy rằng mưa ở Cà Mau đến và đi thất thường, mưa rất phũ, rất dữ dội, tạo nên đặc trưng cho thời tiết ở mảnh đất cực nam của Tổ quốc. Vậy, ở một nơi khí hậu thất thường và dữ dội như vậy, thì thiên nhiên ở Cà Mau có gì đặc biệt? Thì chúng ta sẽ tiếp tục cùng đi tìm hiểu trong phần thứ hai, đó là cây cối ở Cà Mau. Vậy các con lại tiếp tục dựa vào đoạn văn thứ hai trong bài và cho cô biết, với thời tiết, khí hậu khắc nghiệt như vậy, cây cối trên vùng đất Cà Mau mọc như thế nào?
Vậy là để chống chọi với thời tiết và khí hậu khắc nghiệt ở Cà Mau thì cây cối không mọc riêng lẻ được mà phải mọc nương tựa vào nhau, quây quần thành chòm, thành rặng. Không chỉ vậy, do nhiều giông gió nên rễ cây phải dài, phải cắm sâu vào lòng đất thì mới có thể đứng vững được. Và dù khí hậu khắc nghiệt là thế, nhưng vẫn có những loại cây mọc rất tốt như là cây đước. Đước mọc san sát, những hàng đước xanh rì xuất hiện ở khắp mọi nơi. Và chắc hẳn, khí hậu cũng ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống sinh hoạt của người dân, đặc biệt là trong chuyện xây nhà dựng cửa. Vậy các con lại tiếp tục cho cô biết nhà cửa của người dân nơi đây được xây dựng như thế nào? Rất chính xác, nhà cửa của người dân nơi đây được xây dựng như sau. Nhà cửa dựng theo bờ kênh, dưới những hàng cây đước và nhà nọ sang nhà kia phải leo trên cầu thang bằng thân cây đước. Cà Mau là vùng đất sình lầy ngập mặn, sông ngòi chẳng chịt nên các cây cối chủ yếu là đước, bình bát, sú, vẹt hay tràm mọc thành rừng và là nơi trú ngụ của rất nhiều động vật, đặc biệt là cá và chim. Giao thông ở đây chủ yếu đi lại bằng xuồng nên nhà cửa thường làm ven theo bờ kênh để đi lại cho thuận tiện. Vậy qua đoạn văn thứ hai, chúng ta có thể thấy rằng cây cối ở Cà Mau có cách phát triển rất phù hợp với khí hậu khắc nghiệt nơi đây, gắn bó chặt chẽ với cuộc sống con người ngay cả trong việc xây nhà dựng cửa. Vậy sống trên một vùng đất có những đặc điểm rất đặc biệt về khí hậu lại ở vị trí tận cùng phía nam của Tổ quốc thì con người Cà Mau có những phẩm chất gì đáng quý thì chúng ta sẽ tiếp tục cùng đi tìm hiểu trong phần thứ 3, đó chính là con người ở Cà Mau. Các con hãy tìm giúp cô những chi tiết trong đoạn văn thứ 3 miêu tả về tính cách của con người Cà Mau. Rất chính xác. Đầu tiên, người Cà Mau được miêu tả như sau. Họ rất thông minh và giàu nghị lực. Người dân nơi đây thông minh và giàu nghị lực để chống chọi lại với những khó khăn, khắc nghiệt của cuộc sống như thiên tai, thời tiết và thú dữ. Không chỉ vậy, họ còn thích kể, thích nghe những huyền thoại về người vật hổ, bắt cá sấu, bắt rắn hổ mây. Họ yêu thích những hành động dũng cảm, chinh phục và chế ngự thiên nhiên. Và cuối cùng, họ đã được nung đúc và lưu truyền tinh thần thượng võ của cha ông. Họ đã giữ gìn và phát huy truyền thống dân tộc đáng quý đó của cha ông để khắc phục hoàn cảnh sống khó khăn, khai phá và giữ gìn mảnh đất tận cùng của Tổ quốc. Vậy từ những điều này, chúng ta có thể khẳng định rằng hoàn cảnh sống đã tôi luyện cho người dân Cà Mau những phẩm chất vô cùng đáng quý và đáng trân trọng. Vậy là vừa rồi, chúng ta đã hoàn thành việc đi tìm hiểu những nội dung chính của bài tập đọc Đất Cà Mau. Cô hy vọng sau khi học bài tập đọc này, các con thêm yêu quý và trân trọng mảnh đất ở tận cùng phía nam của Tổ quốc, có tinh thần bảo vệ và gìn giữ những cảnh đẹp của thiên nhiên trên khắp đất nước ta. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng bước vào phần cuối cùng của bài học ngày hôm nay, đó chính là phần tổng kết. Bài tập đọc Đất Cà Mau đã giới thiệu về thiên nhiên và con người Cà Mau. Cây cối nơi đây phát triển dựa vào đặc trưng khí hậu và thiên nhiên Cà Mau đã góp phần hun đúc nên tính cách kiên cường của người Cà Mau. Vậy là bài học ngày hôm nay của chúng ta dừng lại tại đây. Cảm ơn các con đã chú ý quan sát và lắng nghe. Hẹn gặp lại các con ở những bài giảng tiếp theo.